Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì cái nhiệm vụ số 1 của chúng ta có nghĩa là chúng ta sẽ điều chỉnh cơi hang để làm sao cho nó đồng đều nhất. Cơi hang này có nghĩa là cái cơi mà trước khi tạo ra một cái cơi cổ xử lý cho qua đó. Như vậy thì về nguyên lý thì chúng ta sẽ áp dụng những dòng dinh dưỡng qua gốc và chúng ta áp dụng phân bón lá chứa lân chứa kali để chúng ta chặn đứng sinh trưởng của cơi mới và thúc đẩy sự già hóa của những lá còn non. Thì đây là nhiệm vụ chính của chúng ta trong cái nguyên lý về điều chỉnh sự đồng đều. Như vậy thì những cái dòng phân bón mà chúng ta có thể tham khảo trên thị trường hoặc là trên cái sản phẩm của Mekomagi thì chúng ta có NPK hòa tan 10-60-10, chúng ta có MKB, chúng ta có kali hữu cơ, chúng ta có combi, có sự hỗ trợ của magie kẽm bo, các dòng amino acid tăng trưởng và quan trọng nhất đó là dòng phân bón gốc và chúng ta áp dụng dòng NPK chứa kali cao. Kính thưa quý vị, thì nguyên lý và cái phân bón này thì chúng ta sẽ áp dụng cho tất cả các vùng miền đang trồng sầu riêng quý vị, thì trong đó có miền Tây, miền Đông, Tây Nguyên và một số khu vực ở miền Bắc, thì bà con mình hoàn toàn có thể tham khảo cùng một nguyên lý này cả. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng tôi nhắc lại một tí xíu, nó không liên quan tới chủ đề này, đó là cái việc mà chúng ta phát triển cơ đọt ở đầu cơ, thì cái việc thúc đẩy mở lá này, mập cơ thì hầu như là chúng ta có một vài lần phun ở đầu cơ đọt, đến khi mở lá rồi thì chúng ta mới áp dụng cái việc điều chỉnh. Cho nên thì sẽ có rất là nhiều những sản phẩm mà đã áp dụng trước đó, và trong quy trình một cơ đọt thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ với bà con mình khá là nhiều. Thì những sản phẩm quen thuộc mà Mekomagi có cung cấp thì bà con mình cũng có thể tham khảo, ví dụ như là đạm cao 30-14-6 này, sản phẩm tăng trưởng gần đây thì chúng tôi chia sẻ rất là nhiều video. Rồi GA3 thì chúng ta đã hiểu rất là rõ rồi, amino acid 45% thì chúng tôi cũng chia sẻ trong nhiều video gần đây. Rồi sản phẩm chuyên về kích đọt để chúng ta áp dụng từ đầu. Rồi còn các dòng NPK qua gốc, ví dụ như là 30-10-10, hoặc là những cái sản phẩm kích rễ như là humic hoặc là cái đạm cát hữu cơ thì bà con chúng ta đã có tham khảo trong một số video. Còn nếu như bà con mình vẫn chưa rõ về cái quy trình của một cây đọt để chúng ta xử lý những sản phẩm này thì chúng ta liên hệ về ba số điện thoại bên dưới này, thì anh em trong đội kỹ thuật sẽ chia sẻ rõ hơn cho bà con chúng ta về cách sử dụng, lưu lượng và số lần lặp lại sẽ như thế nào, và việc chúng ta phối cho một lần như thế là bao nhiêu sản phẩm thì bà con mình tìm hiểu nha. Còn chúng ta sẽ quay lại cái nhiệm vụ chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và quý bà con, cái nhiệm vụ của sự điều chỉnh cơ đọt ở đây là làm sao mà chúng ta làm cho cái lá nó xanh hơn, già hơn, già nhanh hơn. Có nghĩa là già nhanh hơn là chúng ta phải thúc đẩy lân dần để thân lá mở nhanh lên, xanh lên, già nhanh hơn, quang học tốt hơn. Và chúng ta sẽ kéo ngắn cái khoảng cách chênh lệch của cơ. Khoảng cách chênh lệch có nghĩa là gì? Cơ đọt trên vườn của mình không phải lúc nào cũng đều. Thì có những cây thì cơ đọt nó đã mở 2 lá, 3 lá rồi, nhưng mà có những cây là nó chỉ mới mở có 1 lá thôi. Đó thì cái đó là cái khoảng cách trên lệch, có nghĩa là thằng đi trước, thằng đi sau. Thì chúng ta phun làm sao để cho những cái cơ đọt nào mà lá nó chỉ mới mở 1 lá thôi thì chúng ta phun lân vào để cho cái cơ đó nó phát triển nhanh hơn, cái sự già hóa của nó nhanh hơn để nó bắt kịp với những cái cơ đã đi trước nó. Đương nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể phun phủ vườn cho đến khi nào mà cơ đọt nó đã mở ra hoàn toàn thì chúng ta sẽ có một bước chặn để cho những thằng đi trước nó phải đợi thằng đi sau. Thì đó là cái nguyên lý chính của cái việc điều chỉnh này. Thì như vậy thì khi mà chúng ta áp dụng cái thao tác thúc đẩy già lá xanh lá và kéo ngắn khoảng cách chênh lệch này thì chúng ta đã áp dụng khi cơ chỉ mới 2 cho đến 3 lá thôi. Có nghĩa là một cơ nó có thể khoảng từ 5 đến 6 lá, thì khi nó đã mở khoảng từ 2 đến 3 lá rồi thì bà con mình áp dụng cái biện pháp này. Và chúng ta có thể lặp lại sau đó khoảng từ 7 cho đến 10 ngày. Thì những cái sản phẩm nào mà bà con mình thúc đẩy vào cái quá trình này, thứ nhất quan trọng nhất đó là linh hồn của cái quy trình này, đó là 10-60-10. Bây giờ đây là một cái sản phẩm chứa lân cao để nó thúc đẩy cái sự phát triển của lá, thúc đẩy sự già hóa. Rồi đương nhiên thì bên cạnh đó chúng ta đưa amino acid vào để làm sao cho có dinh dưỡng để thúc đẩy cái sự phát triển của những cái lá mà phát triển kém hơn, để nó đi nhanh hơn, nó sẽ kịp với tiến độ của những lá đã khỏe và đã mở trước đó. Rồi những cái kích kháng ví như là tăng trưởng thì chúng ta phải đưa vào để thúc đẩy cái quá trình phát triển của cây. Đặc biệt là với cái giai đoạn còn non tơ thì cái tăng trưởng sẽ là một cái giải pháp mà bà con mình nên xem xét. Thì đây sẽ là ba cái bộ sản phẩm thúc đẩy cái việc mở lá, xanh lá. Rồi, nhiệm vụ của combi là gì? Thúc đẩy quang hợp thì nó sẽ tạo ra những sản phẩm quang hợp nhanh hơn, thúc đẩy tiến trình phát triển của cây tốt hơn. Thì đây nó cũng sẽ tạo điều kiện để cho cái cây trồng của mình nó phát triển nhanh hơn. Và bên cạnh đó thì cái nhiệm vụ của magie kẽm bo cũng tương tự, thì magie nó sẽ là một cái nhiệm vụ liên quan tới quang hợp, và kết hợp với combi thì nó sẽ giúp cho cái việc xanh lá, dày lá và tăng cái khả năng quang hợp của cây trồng mình rõ hơn. Thì như vậy thì với bộ năm sản phẩm này thì không phải là giai đoạn nào bà con mình cũng kết hợp. Ở đây chúng ta nói là linh hồn chính đó là 10-60-10, chúng ta có thể phun 2 lần liên tục cách nhau khoảng từ 7 cho đến 10 ngày.
thì chúng ta có thể áp dụng khoảng 500g cho một phi 200 lít. Rồi trong giai đoạn này còn non còn tơ thì chúng ta cộng tăng trưởng trước, chúng ta cộng amino acid trước, với liều có thể là tăng trưởng khoảng từ 1 cho đến 2 gói cho một phi 200 lít. Và amino acid thì bà con mình cộng khoảng từ 1 cho đến 2 c trên 1 lít nước. Rồi combi và cái magie kẽm bo thì một trong hai lần này chúng ta sẽ xem xét là nó mở lá ra, nếu mà nó vàng thì chúng ta đưa cái magie kẽm bo và combi sớm. Còn nếu không thì chúng ta để lần sau chúng ta đưa vào cũng vẫn được, không phải là những vấn đề gì cả. Có nghĩa là bắt đầu khi mở lá thì có thể trong mùa mưa chúng ta có thể xem xét khoảng hai lần trên một quy trình của một cây đọt. Chúng ta không phun trong hai lần này thì chúng ta có thể phun một lần sau. Nhưng mà có thể là khi mở 2 đến 3 lá thì cái việc thúc đẩy quang họ đã cần rồi thì bà con mình có thể áp dụng một lần. Rồi sau đó khoảng chừng 15-20 ngày gì đó, bà con mình xem xét lại cái sự phát triển của cây đọt, cần thiết thì chúng ta kết hợp, còn không cần thiết thì chúng ta chỉ phun một lần thôi cũng được. Rồi còn với 16-10-10 thì buộc chúng ta phải xem xét hai lần để chúng ta thúc đẩy cái cây này. Và tăng trưởng và amino acid cũng được xem xét cùng với 16-10-10. Cần thiết thì chúng ta vẫn có thể đưa hai lần tăng trưởng và hai lần amino acid. Rồi kính thưa bà con, thì khi mà cái cây trồng của mình đã qua hai lần phun đó thì bắt đầu từ 2 cho đến 3 lá thì cây trồng của mình sau đó nó đã mở lên khoảng từ 5 cho đến 6 lá. Thì lúc này chúng ta sẽ có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và buộc phải thành công. Đó là chúng ta sẽ điều chỉnh cái sự đồng điệu của nó một lần nữa. Nhưng lúc này chúng ta sẽ có tác động gây chặn đứng và thúc đẩy cái sự phát triển của lá mạnh mẽ hơn. Thì trong đó có một cái biện pháp gọi là chặn đọt. Có nghĩa là với những cái cây đọt nào mà nó đã mở đủ 5-6 lá rồi thì nếu như chúng ta không tác động chặn thì ngay cái cây đọt đó nó sẽ tự động hình thành thêm một cây đọt mới. Có nghĩa là nó đã hoàn thành cái chu trình của nó thì nó sẽ thực hiện một cái chu trình mới và tạo ra một cây mới nữa. Nhưng mà điều này chúng ta không mong muốn. Chúng ta muốn cây này dừng đây để chúng ta xử lý cái qua trên cây này, nên chúng ta buộc phải đưa kali vào để chúng ta chặn. Rồi như vậy thì cây này khi nó đã mở 5-6 lá thì sẽ có một số cây đi cùng nó chưa mở được tới con số này, nó có thể là 4 lá, 5 lá thôi, thì buộc chúng ta phải đưa một cái hàm lượng lân nào đó để thúc đẩy cái sự già lá của những cái lá đó tốt hơn, hoặc là cho nó mở ra hoàn toàn đó. Thì lúc này thì chúng ta sẽ có những sản phẩm như sau. Thứ nhất là chúng ta sử dụng chính đó là cái MKB. Thứ hai là chúng ta có thể xem xét luôn cái giải pháp của kali hữu cơ, thì cái giải pháp này nó sẽ cho cái điều kiện chặn đọt mạnh hơn. Rồi qua vùng gốc thì bà con chúng ta sẽ sử dụng NPK chứa kali cao để chúng ta đánh dấu hiệu qua vùng gốc luôn. Như vậy thì với hai cái sản phẩm phun qua lá thì nếu như trong điều kiện ngắn thì bà con mình có thể xem xét phun đơn MKB, chúng ta phun khoảng 500g cho phi 200 lít và chúng ta có thể phun khoảng từ 1 cho đến 2 lần. Nếu mà cơ đọt điều chỉnh tốt thì một lần, nhưng mà thường sẽ là 2 lần. Rồi trong điều kiện mưa thì bà con mình có thể kết hợp thêm với kali hữu cơ, hoặc là nếu mà cây nó đi đọt mà nó trên lệch quá thì bà con mình có thể sử dụng cái kali hữu cơ này để chúng ta quýnh mạnh hơn trên những cái cây nào mà cái bộ lá của nó đã già hẳn hoàn toàn rồi, chúng ta đánh trực tiếp lên trên đó để cho những cây đó nó đứng lại và nó đợi luôn. Đương nhiên thì với cái giải pháp mà chúng ta cung cấp cái kali mà quá cao thì những cái lá nào chưa mở thì cũng có khả năng gây ảnh hưởng hoặc là rụng ha. Cho nên thì trong cái điều kiện này chúng ta có thể xem xét, thứ nhất là liều MKB liều thấp thì nó sẽ không gây tới cái hiện tượng là rụng lá, tuy nhiên thì nó sẽ chặn đứng cơ đọt không được mạnh do là cái liều nó không được cao, thì chúng ta có thể xem xét cái liều của kali hữu cơ để chúng ta kẹp vào. Rồi nếu mà giải pháp này bà con mình vẫn chưa gõ thì tùy theo tình huống trên vườn của bà con, thì lúc xảy ra thì bà con mình có thể gọi điện về cho anh em kỹ thuật bên dưới thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái liều lượng cũng như là sẽ đánh giá rõ hơn trên cái vườn của bà con chúng ta và sẽ có những cái quyết định mà nó sát với thực tế hơn. Rồi đương nhiên thì với cái giải pháp NPK chứa kali cao qua vùng gốc là buộc chúng ta phải áp dụng rồi, bởi vì cuối cơi rồi thì chúng ta phải đưa kali vào thì nó sẽ đánh cái dấu hiệu là dừng cái cơ đọt đó lại hiệu quả hơn. Để chúng ta chờ đợi một cái sự đồng loạt cho cả vườn rồi chúng ta mới áp dụng cái biện pháp kích cây mới. Thì như vậy thì đến bước này có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thiện được nhiệm vụ số 1 là chúng ta điều chỉnh được sự đồng điều của cơ hang. Nhưng mà đến đây rồi không phải nó đã đồng loạt hoàn toàn, nhưng mà cái cây của nó sẽ xích lại với nhau gần hơn để cái cây số 3 chúng ta điều chỉnh nó sẽ càng dễ dàng hơn, bởi vì cây số 3 sẽ là cái cây mà chúng ta sẽ xử lý ra qua ở cuối cây đó. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì sau khi cái bước mà chúng ta xử lý MKB và NPK qua vùng gốc và chúng ta đã tưới nước đầy đủ để cho NPK hòa tan hoàn toàn, thì sau đó thì chúng ta sẽ ngừng tưới hoặc là chúng ta siết nước. Cái biện pháp siết nước này có thể là áp dụng ở miền Tây nhiều hơn, do cái mật thi cấp cao thì bà con mình tiến hành rút nước xuống sâu hơn hoặc là bơm nước ra khỏi vườn.
Còn với ở miền Đông và Tây Nguyên thì bà con mình sẽ áp dụng biện pháp đó là chúng ta sẽ ngưng cung cấp nước. Thì như vậy thì chúng ta sẽ làm cái biện pháp đó trong vòng khoảng từ 5 cho đến 7 ngày để cái dấu hiệu già hóa và đứng đọt của cây của mình rõ hơn. Thì đồng thời thì trong giai đoạn này thì bà con mình cũng không cần sử dụng thêm những cái loại thuốc bảo vệ thực vật nào cả, tùy trong cái tình trạng mà cái áp lực dịch hại có diễn ra. Đương nhiên thì ở giai đoạn cuối cơi này thì hầu như là dịch hại nó cũng không cần nó tấn công nhiều nữa đâu. Cho nên thì đây có thể gọi là một cái giai đoạn nghỉ ngơi của cây trồng để nó chuẩn bị chuyển qua một cái giai đoạn mới. Cho nên thì nó sẽ có một cái khoảng giai đoạn khoảng từ 10 cho đến 15 ngày. Có thể là trong miền Tây thì khoảng từ 10 ngày. Còn với miền Đông và Tây Nguyên thì có thể khoảng thời gian này kéo dài lên khoảng 15 ngày. Thì lúc đó chúng ta kích cơi nó mới có hiệu quả. Thì đây là giai đoạn nghỉ và chúng ta sẽ áp dụng một cái quy trình cho cái nhiệm vụ số 2 của chúng ta. Rồi kính thưa bà con thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái nhiệm vụ số 2 cực kỳ quan trọng. Đó là chúng ta phải kích cơi đồng loạt mập và khỏe. Và đây chính là cái cơi đọt mà chúng ta áp dụng để xử lý ra hoa ở cuối cơi. Cho nên biện pháp kích cơi là biện pháp buộc phải thực hiện và chúng ta sẽ thực hiện sau khi cây của mình nó đã nghỉ ngơi khoảng từ 10 cho đến 15 ngày, giống như biện pháp cuối mà vừa rồi chúng ta vừa chia sẻ. Những sản phẩm áp dụng thì chúng ta có hai chỗ để áp dụng, đó là chúng ta áp dụng qua gốc, có nghĩa là chúng ta áp dụng biện pháp gãi hoặc tưới. Biện pháp thứ hai đó là chúng ta sẽ phun trực tiếp qua lá. Thì với giải pháp qua gốc thì đầu tiên là chúng ta kích rễ thì chúng ta phải sử dụng humic khoảng 2g trên 1 lít. Thì bà con có thể chọn humic viên hoặc là humic bột tùy theo cái giải pháp mà bà con chúng ta muốn. Chúng ta có thể kết hợp tưới phân cá đó, rồi tưới thêm cái tăng trưởng để thúc đẩy quá trình ra rễ và bung cơi của cây của mình nó rõ hơn. Thì tăng trưởng sẽ là một cái giải pháp rất là quan trọng trong cái giai đoạn này. Thì bà con mình có thể sử dụng gói 25g cho từ 100 cho đến 200 lít nước và chúng ta áp dụng biện pháp tưới. Như vậy thì có thể là chúng ta sử dụng humic bột này, chúng ta kết hợp với phân cá và tăng trưởng để chúng ta tưới. Rồi trong giai đoạn này thì để giữ ẩm cho cây thì tùy theo cái điều kiện, nếu mà khô thì bà con mình có thể chọn cái hữu cơ, chúng ta gãi khoảng 1 cho đến 2 kg cho những cây khoảng từ 4 cho đến 5 năm. Còn nếu mà cây lớn hơn nữa thì bà con mình có thể tăng lượng hữu cơ lên tùy ha. Rồi, đây là cái biện pháp kích cơi đầu tiên. Thì nhiệm vụ của cái việc này là chúng ta sẽ mong muốn cây trồng ra rễ. Khi cây trồng ra rễ thì nó sẽ đánh dấu hiệu bật chồi ở phía bên trên, thì chúng ta sẽ có một cái bước tác động qua lá. Rồi, nhưng mà con lưu ý thì qua gốc chúng ta sẽ còn một cái nhiệm vụ nữa là buộc chúng ta phải cung cấp NPK chứa đạm cao để nó thúc đẩy cái quá trình ra đọt mạnh và đồng đều hơn, nên là nhiệm vụ này buộc phải có diễn ra. Cho nên thì nếu như sau khi biện pháp qua gốc đâu đó khoảng từ 5 cho đến 7 ngày thì chúng ta sẽ nhận được là dấu hiệu ra rễ của cây. Và đồng thời sau khi biện pháp qua gốc lần 1 thì chúng ta đã có phun qua lá rồi, thì trong vòng đến 5 đến 7 ngày sau thì chúng ta sẽ nhận được dấu hiệu là cây sẽ nhú cơi hay không. Và khi đã có rễ và đã có nhú cơi thì buộc chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng chứa đạm cao, thì cái chầu nó bật máy mạnh và đều đó. Thì đây là cái nhiệm vụ chính của chúng ta. Thì có nghĩa là sau khi cái biện pháp qua gốc lần 1 đã diễn ra thì chúng ta chờ đợi rễ và cơi nhú ra, thì bà con nên chuẩn bị 30-10 sẵn. Khi đã thấy hai dấu hiệu này, đã có nhú rễ mới, cơi mới đã bật, thì chúng ta lập tức bón 30-10 ngày. Thì có thể là bà con mình xem xét đâu đó khoảng từ 200g cho đến 300g trên gốc cho cây khoảng 4-5 năm. Còn với cây lớn hơn thì bà con có thể xem xét lượng lớn hơn bình thường. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con thì cũng sẽ tương tự với một cái biện pháp qua lá. Thì sau khi chúng ta đã kích cơi qua biện pháp qua gốc rồi thì lập tức chúng ta sẽ áp dụng biện pháp phun qua lá ngay. Có nghĩa là qua gốc sẽ làm trước, rồi 1-2 ngày sau chúng ta sẽ phun qua lá. Thì đầu tiên nhiệm vụ của mình đó là chúng ta sẽ kích, có nghĩa là chúng ta sẽ thúc đẩy những cái hormone sinh trưởng trong cây để nó bùng phát lên và nó sẽ bật chồi đó. Thì ở dưới nó đã có ra rễ, quả trên chúng ta đánh dấu hiệu bật chồi nữa thì chắc chắn là nó sẽ nhận được cái dấu hiệu rất là tốt. Thì đầu tiên đó là Gibberellin, đó là chúng ta sẽ áp dụng GA3. Thì chúng tôi đang kinh doanh dòng 2,5g 40%, và bà con mình áp dụng gói 2,5g này cho 100 lít nước. Và chúng ta sẽ phối hợp với tăng trưởng một gói 25g này cho 200 lít nữa. Có nghĩa là tăng trưởng thì chúng ta có hai giải pháp xử lý là qua gốc chúng ta cũng xử lý và qua bề mặt lá chúng ta vẫn phun luôn. Và trong đó thì có thể là bà con mình xem xét với kích đọt khoảng từ 1 cho đến 2 g trên 1 lít nước nữa. Còn với amino acid thì có thể là bà con mình xem xét kết hợp thì kết hợp, còn không thì chúng ta đợi khi mà cái chồi đã bật lên rồi thì chúng ta áp dụng amino cũng được chứ không vấn đề. Như vậy thì lúc này nó sẽ có hai sản phẩm liên quan tới kích thích sinh trưởng, đó là GA3 và tăng trưởng, là chúng ta sẽ phải áp dụng và có thể áp dụng thêm cái giải pháp cùng kích đọt để nó thúc đẩy cái việc bật chồi đồng loạt và mạnh mẽ hơn. Rồi sau đó thì chúng ta mới tới cái giải pháp mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng. Rồi kính thưa bà con thì sau khi mà chúng ta đã kích cơi qua dùng gốc và qua dùng lá thì chắc chắn thì cơi bắt đầu nó sẽ có hình thành và nhú ra.
thì lúc này nhiệm vụ của chúng ta là sẽ cung cấp thêm một cái lượng dinh dưỡng qua chòi để cho chòi nó mập và nó khỏe hơn. Thì lúc này nó sẽ có hai giải pháp quan trọng mà chúng ta buộc phải xem xét, đó là đạm cao 30-46 để cung cấp trực tiếp những cái dòng đạm để cho chòi nó mập và khỏe. Đây là nhiệm vụ chính. Thứ hai đó là amino acid. Đây là những cái dòng amino sẽ đốt cháy giai đoạn hình thành tế bào nhanh và khỏe hơn. Thì đây sẽ là hai giải pháp chính. Rồi, đồng thời thì chúng ta cũng sẽ đưa thêm vi lượng để cho cái tiến trình tạo tế bào của cây trồng của mình nó diễn ra hiệu quả hơn. Thì hai sản phẩm chính đó là đạm cao và amino acid. Đồng thời thì chúng ta sẽ kết hợp thêm với combi. Rồi tùy theo tình trạng phát triển của chòi thì chúng ta có thể xem xét thêm cái giải pháp của tăng trưởng ha. Hoặc là xem xét luôn G3 cũng vẫn được. Tuy nhiên thì nếu mà G3 trong lần trước thì chúng ta đã phun liều cao rồi, thì lần thứ hai này chúng ta chỉ cần xem xét liều của tăng trưởng mà thôi. Đó. Thì với đạm cao thì bà con có thể sử dụng khoảng từ 1 cho đến 2 gram trên 1 lít nước. Tăng trưởng thì chúng ta có thể xem xét khoảng từ 1 cho đến 2 gói cho 1,200 lít. Amino thì cũng khoảng từ 1 cho đến 2 cc trên 1 lít nước. Và cái combi là gói 50 gram thì bà con áp dụng một gói này cho phi 200 lít. Và cái quá trình này thì chúng ta có thể xem xét và chúng ta lặp lại sau đó khoảng từ 5 đến 7 ngày tùy theo cái sự phát triển của cái cây đọt đó. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta đã nắm được tất cả những cái nguyên lý và những cái sản phẩm này. Và bà con lưu ý là nguyên lý này chúng ta sẽ áp dụng chung cho tất cả các vùng trồng sầu riêng, có thể là miền Tây, miền Đông, Tây Nguyên và một số khu vực của miền Bắc, thì bà con mình đều áp dụng được cái quy trình này. Thì với các bước kích cơi qua lá và bón gốc thì cây đọt nó sẽ hình thành và nó phát triển. Thì khi nó phát triển thì cái lá sầu riêng nó sẽ bắt đầu nó mở ra. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là quan sát cái cơi này, bởi vì cơi này là cơi mình sẽ xử lý ra hoa. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái bước, đó là chúng ta sẽ chuẩn bị vô lân. Vì chúng ta vô lân vào thời điểm nào đó, thì trong cái nhiệm vụ này chúng ta phải quan sát cơi hàng ngày để chúng ta tiến hành điều chỉnh cơi này, thêm dinh dưỡng để giúp cơi này phát triển mạnh mẽ hơn, phải mập và phải khỏe. Và chúng ta sẽ bắt đầu vô lân gốc để bắt đầu nhiệm vụ tạo mầm. Thì với cái phương án này thì chúng tôi đã có phát hành một cái video về kỹ thuật xử lý cây hoa sầu riêng thượng vụ trong năm trước, thì bà con mình cũng có thể xem lại video đó. Hoặc là trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ làm lại thêm một video mới nữa để cập nhật thêm một số cái sản phẩm mới vào trong cái quy trình này, để cho bà con mình hiểu là cái giai đoạn mà chúng ta phải vô lân và chúng ta áp dụng một số cái sản phẩm hỗ trợ khác như thế nào trong cái quy trình từ khi cái lá thứ hai đã mở ra cho đến khi quá trình chúng ta kết thúc việc xử lý cây hoa. Qua đây thì chúng tôi sẽ có thêm một cái lưu ý nữa để bà con chúng ta ghi nhớ, đó là chúng ta nên áp dụng cái sơ đồ phối thuốc về quản lý cây xanh, bởi vì khi mà chúng ta tạo ra một cây đọt mới đồng loạt mập khỏe thì đây cũng là một cái nguồn thức ăn dồi dào cho một cái đối tượng mà rất là khó quản lý trên cây sầu riêng, đó là cây xanh. Trên kênh sức khỏe cây trồng thì gần đây chúng tôi cũng đã có thực hiện video về sơ đồ phối thuốc cây xanh rồi, để mong muốn là bà con sẽ có một cái giải pháp tốt và chúng ta luân phiên để quản lý tính kháng cho cái đối tượng cây xanh trên cây sầu riêng. Và đương nhiên thì với những cái thuốc cây xanh này thì bà con mình hoàn toàn có thể phối với những cái dòng dinh dưỡng mà chúng ta chia sẻ lúc nãy giờ để chúng ta tiện công lao động trong một lần phun. Rồi, kính thưa bà con, vậy thì chúng ta sẽ tóm lại cái ý này để bà con mình buộc chúng ta phải nhớ nha. Chúng ta canh tác ở miền Tây thì cây sẽ ra hoa vào tháng 12 đến tháng 1, là ra hoa tự nhiên không có tác động gì cả. Cây để tự nhiên như đó thì nó sẽ ra hoa vào tháng 12 và tháng 1, và chúng ta sẽ thu hoạch vào tháng 4, tháng 5 của năm sau. Miền Đông thì cây sẽ ra hoa tự nhiên không tác động gì cả, là từ tháng 1 cho đến tháng 3, và chúng ta sẽ cho thu hoạch từ tháng 6 cho đến tháng 8. Bởi vì miền Đông thì thời gian mà sinh trưởng phát triển của cái trái kéo dài hơn, và đồng thời chúng ta lại canh tác những cái giống như là mỏng thon, đu nan thì nó sẽ có cái thời gian thu hoạch kéo dài hơn. Tây Nguyên thì cũng sẽ tương tự, thì cũng sẽ ra hoa vào tháng 2 đến tháng 3, gần gần với miền Đông, và thậm chí còn có một số khu vực trễ hơn, đó là khoảng tháng 4 cho đến tháng 5. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thu hoạch từ tháng 7, tháng 8 và đầu tháng 9 là nhiều. Còn trễ hơn thì chúng ta sẽ thu hoạch từ tháng 10 cho đến tháng 11. Rồi, còn một số trường hợp đặc biệt khác thì bà con mình xem xét tại địa phương nhé. Có thể là đại diện là tỉnh Lâm Đồng thì lại có những cái huyện thì cái mùa vụ của nó tương ứng với miền Tây và trễ hơn một tí xíu. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những khu vực, ví dụ như là Bảo Lộc chẳng hạn, thì sẽ trễ hơn so với cái mùa vụ này. Còn có thể là kéo dài đến tháng 5, tháng 6 và sẽ cho thu hoạch từ tháng 10, tháng 11. Thì bà con mình có thể xem xét tại địa phương thì chúng ta sẽ rõ hơn. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chúng ta đã nắm được thời điểm ra hoa của mỗi một vùng miền, thời gian thu hoạch của mỗi một vùng miền. Như vậy thì chúng ta sẽ điểm lại của hai con số là 1 tháng và 2 tháng trước thì chúng ta sẽ có những công tác nào, từ cái việc mà chúng ta tác động xử lý ra hoa sớm cho đến thời điểm mà cây ra hoa trễ. Bởi vì trong cái thời tiết hiện nay thì rất là phức tạp,
và có thể hiểu là ở quốc gia của mình hiện tại thì sầu riêng gãy đều các vụ trong năm. Bà con mình có thể áp dụng thượng vụ đúng thời điểm này, rồi có thể áp dụng thượng vụ sớm và thậm chí là thượng vụ hơi trễ hơn cũng đều có, cho nên là có thể gọi là gãy vụ đều trong cả năm thì rất là nhiều. Thì đây sẽ là những cái thống kê cơ bản cho những cái vùng miền mà ở khu vực đó thì cái diện tích tập trung. Đương nhiên thì ở tại khu vực đó cũng sẽ có những nơi thì sẽ đi lệch với cái hướng này cũng có chứ không phải là không. Cho nên thì ngoài cái việc tham khảo về cái thông tin ở đây thì bà con mình tham khảo thêm ở tại địa phương của mình để chúng ta lựa chọn cái phương án nào mà nó phổ biến và dễ thành công nhất, thì bà con mình cố gắng xem xét kỹ nhé. Thì kính thưa quý vị, nếu như miền Tây cây sẽ ra hoa thượng vụ vào tháng 12, tháng 1, và nếu như khu vực nào làm sớm thì có thể sẽ cho ra hoa vào tháng 11. Tuy nhiên thì thời điểm này thì sẽ có mưa, còn mưa, cho nên thì bà con mình xem xét kỹ nha. Bởi vì cái thời điểm mà ra hoa tháng này có nghĩa là thời điểm siết nước á, nó sẽ ngay mưa á. Nếu mà lúc đó thời tiết ủng hộ thì bà con mình thành công sớm hơn thì chúng ta sẽ bán trái sớm hơn, thì có thể là chúng ta sẽ bán vào tháng 4. Còn nếu như bình thường đi đúng vụ thì sẽ là tháng 5 hoặc tháng 6. Như vậy thì chúng ta từ thời điểm ra hoa này chúng ta trừ ngược lại 2 tháng thì nó sẽ ra thời điểm vô lần, thì miền Tây sẽ thường áp dụng phương án này. Như vậy thì nếu như đúng vụ thì bà con mình sẽ vô dân vào tháng 10 và tháng 11, có nghĩa là thời điểm này. Thì sau 1 tháng thì chúng ta sẽ bắt đầu siết nước, đó là tháng 11 và tháng 12 thì chúng ta sẽ siết nước. Thì chúng ta siết nước đâu đó khoảng 3 đến 4 tuần thì cây sẽ ra hoa vào tháng 12 và tháng 1. Còn nếu như bà con mình làm sớm hơn thì tháng 9 là bà con mình bắt đầu vô lân. Và chúng ta sẽ siết nước trong tháng 10 và cây sẽ ra hoa trong tháng 11. Thì đây là điều kiện mà chúng ta đang mong muốn. Và hiện nay thì do cái thời tiết bất lợi cho nên là miền Tây đang áp dụng thượng vụ sớm. Thì đa số bà con mình gặp rất là nhiều vấn đề do là mưa kéo dài, việc tạo khô hạn gặp khó và chúng ta chặn đọt không thành công. Cho nên thì chúng ta sẽ có thể là xử lý lại hoặc là chúng ta sẽ nuôi thêm một cây đọt nữa, thì nó sẽ ra đúng cái thời điểm là đúng vụ hoặc là trễ vụ hơn một tí xíu. Thì có nghĩa là nó vẫn sẽ nằm trong cái khung này. Chúng ta sẽ vô lân, tạo cơ cuối, làm già đọt, xử lý lại tất cả đều trong cái khu vực từ tháng 9, tháng 10 đến tháng 11, kéo dài cho đến tháng 12. Thì trong cái khung này đều có thể xử lý ra qua cho cây thành công được cả. Nếu như thời tiết ủng hộ, chúng ta tạo khung hẹn đúng và chúng ta xử lý đúng các bước trong quy trình. Như vậy thì cây của mình sẽ ra qua từ tháng 11, tháng 12 và trễ nhất là cho đến tháng 1. Thì nó sẽ cho thu hoạch thần vụ vào tháng 4, tháng 5, tháng 6, trễ nhất là qua tới đầu tháng 7 mà thôi. Rồi, tương ứng với khu vực miền Đông thì chúng ta đã hiểu là cây của mình sẽ ra qua thượng vụ vào tháng 2 và tháng 3, thậm chí có thể sớm hơn là tháng 1, tùy theo thời tiết có ủng hộ hay không, mưa có dứt sớm hay không. Thì đây là phụ thuộc rất là nhiều vào cái yếu tố thời tiết, bởi vì miền Đông và Tây Nguyên khi mà mưa còn thì cái lượng mưa nó rất là lớn, thì cái việc tạo khô hạn của chúng ta nó sẽ không thành công, cho nên là cái mùa vụ của mình nó sẽ bị biến thiên. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là miền Đông và Tây Nguyên hiện nay thì gãy vụ ra rất là rộng. Cho nên là chúng ta hiểu về cái cơ sở là nó thời điểm đó là như thế, nhưng mà có thể sớm hơn hoặc có thể trễ hơn. Thì bà con mình có thể hiểu, chúng ta lấy thời gian ra qua thượng vụ này, chúng ta trừ đi 2 tháng trước đó, thì chúng ta sẽ vô lân từ tháng 11, tháng 12, tháng 1, tùy làm sớm, vô sớm. Còn nếu mà không thành công thì chúng ta làm thêm một cơi nữa, hoặc là chúng ta xử lý lại, thì nó sẽ vô giữa vụ hoặc là vô trễ vụ một tí. Thì chúng ta sẽ vô lân từ tháng 11, tháng 12 và tháng 1. Rồi, cây của mình sẽ siết nước vào tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Rồi, khu vực miền Đông của chúng ta gọi là hãm nước, có nghĩa là chúng ta dừng tưới, và nếu như không có mưa nữa thì điều kiện nó sẽ ủng hộ chúng ta. Thì cây của mình sẽ ra hoa vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Thì đây là những cái khung thời gian để chúng ta áp dụng cái quá trình xử lý ra hoa cho cái cây sầu riêng ở khu vực miền Đông của chúng ta. Thì trái sẽ thu hoạch vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 tùy theo bà con mình canh tác là ghi 6 hay là mỏng thon hay là đô ngang. Thì cái thời gian thu hoạch nó sẽ khác nhau, và cũng thì theo cái việc mua của thương lái sớm hay là gần cận cái thời điểm đúng của nó. Rồi, với Tây Nguyên thì sẽ trễ hơn đâu đó khoảng 1 tháng đến 1 tháng hơn. Và đương nhiên thì Tây Nguyên thì sẽ hơi đặc thù, có nghĩa là cái việc gãy vụ của Tây Nguyên thì rộng hơn. Tuy nhiên thì bà con mình có thể hiểu cây của mình sẽ ra hoa tự nhiên nếu như chúng ta không tác động gì cả, thì trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 3. Như vậy thì nếu như chúng ta có tác động thì chúng ta sẽ tác động trước đó 2 tháng để mình có thể là tạo cơ cuối hiệu quả hơn. Rồi làm già lá trong khoảng thời gian này. Thì khi mà thời điểm chúng ta hãm nước thì nó sẽ là tháng 1, tháng 2 và tháng 3, thì chúng ta sẽ áp dụng những cái công tác liên quan tới cơ độc như là vô lân, thúc đẩy cơ cấu phát triển hiệu quả, làm già lá từ tháng 12 cho đến tháng 1 và tháng 2 của năm sau. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ hãm nước từ tháng 1, tháng 2 cho đến tháng 3, thậm chí thì những cái vùng trễ hơn thì bà con mình sẽ hãm đọt vào tháng 4, tháng 5. Thì cây mình sẽ ra hoa đúng thượng vụ, đó là tháng 2, tháng 3 và tháng 4.
Còn những vùng dễ hơn giống như Lâm Đồng thì có thể là tới tháng 5, tháng 6 thì cây mới ra hoa. Thì cái việc này chúng ta sẽ cho thu hoạch từ có thể là ở cuối tháng 6, đầu tháng 7, kéo dài đến tháng 8 và đầu tháng 9 là gọn nhất. Còn những vùng trễ hơn sẽ là tháng 9 và tháng 10. Còn đặc thù thì riêng thì một số trường hợp mà không có ở đây thì bà con mình có thể tham khảo ở tại địa phương. Thì có thể là ghi nhận một số huyện của tỉnh Lâm Đồng, ví dụ như Đảo Hoa chẳng hạn, thì có thể là cái mùa vụ nó tương ứng với miền Tây, có nghĩa là cũng sẽ ra hoa tự nhiên vào tháng 12 cho đến tháng 1 hoặc trễ hơn khoảng nửa tháng, và cũng sẽ cho thu hoạch vào cuối tháng 5 đầu tháng 6. Thì bà con mình sẽ xử lý theo cái thần vụ của cái địa phương của mình. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì sẽ có một trường hợp đặc biệt của miền Tây. Thì bà con mình không làm vụ thận thì chúng ta có thể áp dụng vụ nghịch, có nghĩa là chúng ta gọi là nghịch vụ miền Tây. Thì sẽ cho thu hoạch vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Đây là những tháng mà ở Việt Nam của chúng ta thì không có sầu riêng nhiều. Kính thưa bà con, thì trong cái thao tác này thì chúng ta sẽ mong muốn là sầu riêng nó sẽ ra hoa vào tháng 8, tháng 9. Thường là chúng ta sẽ xử lý nghịch vụ là sẽ cho ra hoa vào thời điểm này. Cho nên thì thời điểm xiết nước của chúng ta sẽ là tháng 7, tháng 8. Như vậy thì chúng ta sẽ vô lần vào tháng 6 và tháng 7. Do hiện nay thì cái tình hình thời tiết phức tạp nên thường bà con mình sẽ xử lý sớm hơn. Để nếu như mà chúng ta phải kéo dài thời gian thì đâu đó nó sẽ kịp cái vụ mà chúng ta đang mong muốn. Cho nên là thường thì có thể là bà con mình đã vô lần vào tháng 4, tháng 5 luôn rồi. Nếu như nó không thành công thì nó sẽ kéo dài đến khoảng tháng 6, tháng 7. Như vậy thì chúng ta sẽ làm sao hãm nước thành công trong khoảng 1 tháng cho đến 1 tháng hơn. Từ cuối tháng 5 đến tháng 6, tháng 7 và trễ nhất là tháng 8. Để làm sao cây của mình nó sẽ ra hoa tập trung vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Cuối cùng thì sẽ cho thu hoạch vào tháng 1, tháng 12 và tháng 3. Đương nhiên lại có một số khu vực gãy vụ thì có thể làm sớm hơn nữa. Có nghĩa là bà con chúng ta sẽ cho thu hoạch nghịch vụ là có thể là khoảng tháng 12 là chúng ta đã có sản phẩm luôn rồi. Thì cái này tùy theo cái vùng miền của mỗi địa phương. Thì thứ nhất là bà con mình tham khảo kỹ cái bản này. Thứ hai là chúng ta sẽ tham khảo cái mùa vụ chính ở cái địa phương của chúng ta. Những cái khu vực nào mà thành công nhất để chúng ta áp dụng và chúng ta kết hợp với cái hiểu biết của mình để chúng ta xử lý làm sao cho hợp lý nhất cho cái vườn của mình. Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật và thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình và chi tiết các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuocdudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.